Show thì cái dự án này là cái dự án thứ 6 mà cái team Crypto sẽ hợp tác cùng. Dự án này đã tạo ra một cái siêu bản đồ sử dụng cái DON. Thì chúng ta cùng đi review qua cái website của dự án, thì đây là cái phần dành cho các nhà đầu tư. Thì thông tin đây là thông tin về cái dự án này. Đây là những nhà đầu tư có GZR Crypto, Lost Capital, Lateral, Viabis, Ostala Capital, Crypto, Alibaba Close, Tokenlist, BlockFox, Fidelme, Asmosa. Thì cái dự án này đang tạo ra một siêu bản đồ trên thế giới sử dụng cái nội dung của drone. Thì chúng tôi sử dụng cái công nghệ blockchain để mở khóa các giá trị chưa thực hiện của nội dung drone. Cái nền tảng xóa sẽ là nền tảng đầu tiên trên thế giới đưa công nghệ lập bản đồ trên blockchain. Thì đây là những cái swipe paper của dự án này, về phần giấy kỹ thuật này, về tầm quan, về token, về cái token của dự án này, sự kiện tạo token, về bản giới thiệu, về những câu hỏi thân cận. Thì tận dụng cái tăng trưởng của Zapis của các ứng dụng drone thương mại, drone cung cấp một phương tiện thu thập thông tin nhanh chóng và hiệu quả. Báo cáo và thị trường bay bay không người lái, drone có thể giúp theo dõi almost everything. Và sử dụng nông nghiệp có thể chiếm 80% thị trường. Thì lịch sử giao hàng thì nó phát triển là các chuyên gia cung cấp phần mềm không gian địa lý di động chất lượng cao. Thì đây là đội ngũ team của dự án, đây là Dan Anderson là nhà thiết kế đồ họa và Wish, đấy là nhà phát triển William Swanepoel là nhà phát triển di động hàng đầu. Thì đây là Shell và Amis Farhan, đây là Charlie Caruso, trưởng ban đối tác. Đây là Chris Lau, nhà khoa học blockchain. Thì đây là blockchain và thương mại hóa có tên là Lace Brandstein. Đây là Marek Tababa, nhà phát triển blockchain. Đây là Anastasia Penman, nhà phát triển blockchain. Đây là đội ngũ cố vấn của dự án. Đây là Tommy Shin, cố vấn ICO và chủ tịch liên doanh vốn đầu tư. Đây là Jim Jin, cố vấn đầu tư blockchain, nhà sáng lập Matterlust Venture. Đây là Rick Javelin, cố vấn đầu tư và chủ tịch của Peregrine Corporation. Đây là Alex Meyer, cố vấn ICO và giám đốc của Fidel. Đây là Nizam Ismani, cố vấn pháp lý và đối tác của Taylor Swessing. Đây là Tosh Bukes, cố vấn blockchain và giám đốc quản lý vốn kỹ thuật số. Đây là Finn Kazuli, giám đốc điều hành và kế toán đối tác của Optima. Đây là đại tá James Zesta, quân đội Hoa Kỳ về hưu và chuyên gia chế biến tín hiệu. Đây là Wise Perkin, giám đốc điều hành hình ảnh trên không của Spockfish. Đây là Chris Banner, quân đội Hoa Kỳ về hưu, chuyên gia về truyền thông. Thì về phân bổ cả token 4,3% sẽ dành cho cái giai đoạn public sale, thì 32,9% sẽ dành cho cái giai đoạn private sale, 13% sẽ dành cho các partnership, 2% dành cho các đội ngũ cố vấn, 15,4% dành cho cái cộng đồng và xây dựng cộng đồng, 19,4% dành cho ecosystem, 12,3% tương đương với 43 triệu token sẽ dành cho đội ngũ của team. Thì về cấu trúc token này có thể thay đổi trước khi cái giai đoạn bán free sale, và chúng tôi sẽ xem xét bạch thứ để biết thêm chi tiết. Tổng mức tăng của dự án này là 20.250.000 đô. Thì ngay bây giờ các bạn có thể tham gia vào cả giai đoạn free with sale. Thì về lộ trình phát triển thì khái niệm về xác nhận và phát hành
Từ việc sử dụng quân sự vào tháng 8 năm 2017, tháng 11 năm 2017 thì Sword được sinh ra và kết hợp với Sword. Tháng 12 năm 2017 thì bắt đầu phát triển và bắt đầu xây dựng tiền đạt. Tháng 2 năm 2018 thì bản trình bày đầu tiên Sword được trình bày tại TPE Blockchain Forum tại Đài Loan. Tháng 5 năm 2018 thì bản phát hành White Paper sách chẳng được phát hành cho công chúng. Tháng 6 năm 2018 thì bắt đầu Source Free Sale. Tháng 8 năm 2018 thì Source TGS bắt đầu. Tháng 10 năm 2018 thì phát hành chính thức của Source Stake 1 và giai đoạn 1 được phát hành trên màn trình. Tháng 11 năm 2018 thì Global Dot Show bao gồm châu Á, bằng Mỹ và châu Âu. Tháng 12 năm 2018 thì ứng dụng di động phát hành ứng dụng di động cho giai đoạn 1. Tháng 1 năm 2018 thì quốc tế hóa mở rộng nền tảng số sang tiếng Quan thoại, tiếng Hàn, tiếng Tây Ban Nha và tiếng Pháp, tiếng Ả Rập, tiếng Hindi và tiếng Nga. Tháng 5 năm 2019 thì phát hành bản đồ siêu cấp lên màn trình giai đoạn 2 beta siêu bản đồ. Tháng 7 năm 2019 thì Global Dot Show bao gồm châu Á, Bắc và Nam Mỹ, châu Âu, Trung Đông và châu Đại Dương. Thì đây là cái phần tiếp theo là các thế giới sắp thay đổi, là bạn có sẵn sàng để lập bản đồ không? Thì bạn có thể xu hướng một drone không sắp sắp thay đổi trò chơi của các chủ sở hữu máy bay không người lái. Bạn có thể mình thể tìm hiểu cách thức bằng cách click vào đây. Thì chúng tôi đang sử dụng cái công nghệ blockchain để mở khóa giá trị chưa thực hiện của nội dung drone, thanh toán thực thi và đối với tất cả các tuyến bán nội dung 7% hoa hồng, tính cạnh tranh cao, giá 100% quyền sở hữu cho tất cả các nội dung của bạn, 100% minh bạch đối với tất cả giao dịch trực tuyến. Thì với thương trường thì kiếm tiền từ nội dung của bạn, Sky Sports Show nó sẽ không tốn một xu, Sky Tucker nó sẽ nằm về trong khu vực của bạn, Sky Bounty chơi xuống cái Bounty. Thì vừa rồi là cái video về cái dự án Source. Các bạn có thể truy cập vào cái trang source.us để biết thêm chi tiết. Video của mình đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.